Còn mai nữa mà. Ví dụ mai mà giờ còn thì, mai đi mấy chỗ mà buồn buồn. Nay chương trình mình ngắn ngắn đi mấy chỗ cần cần. Ngày mai cho Tobi đi leo núi đi. Tobi thích leo với mặt nữa. Tobi mặt á. Là mình được á. Mình đi nào? Được rồi, đúng không?